Đối với những người công tác trong ngành hàng không trên toàn thế giới, họ sẽ chẳng bao giờ quên được ngày 6 tháng 2 năm 1958, bởi đó là một trong những vụ tai nạn máy bay tồi tệ nhất lịch sử nhân loại. Còn đối với các Manusian, họ càng không bao giờ quên được chuyến bay định mệnh ấy, chuyến bay mang số hiệu 609 của hãng hàng không British European đã vĩnh viễn cướp đi tính mạng của 23 con người. Trong đó, có 8 cầu thủ lúc bấy giờ đang khoác áo Manchester United. Họ là những nhân tố kiệt xuất nhất, tài năng nhất trong thế hệ của những đứa trẻ của Busby, vang danh một thời. Lứa cầu thủ năm ấy trẻ trung, có trình độ chuyên môn tốt và rất được kỳ vọng sẽ giúp Quỷ Đỏ thành Manchester gặt hái nhiều thành công. Thế nhưng, số phận lại không mỉm cười với họ. Chỉ một ngày trước khi thảm kịch tang thương ấy diễn ra, những đứa trẻ của Busby còn đang ăn mừng cuồng nhiệt sau trận hòa 3 đều trước Sao Đỏ Belgrade. Trước đó, Manchester United đã chiến thắng đội bóng nam tử ở trận lượt đi với kết quả 3 đều ở trận lượt về. Tấm vé vào chơi trận bán kết Cúp châu Âu, tiền thân của Champions League, chính thức thuộc về Quỷ Đỏ. Sau đó 3 ngày, những đứa trẻ của Busby sẽ có trận đấu với Birmingham City tại giải vô địch quốc gia Anh. Thời gian là quá ngắn để toàn đội có thể di chuyển trở về Anh bằng tàu hỏa. Vì vậy, ngay sáng ngày hôm sau, ban lãnh đạo câu lạc bộ đã thuê hãng hàng không British European một chiếc máy bay. Trong tâm thế của những người chiến thắng, các cầu thủ lên máy bay với một tâm lý thoải mái và sẵn sàng cho trận đấu sắp tới. Bên cạnh đó, nếu chuyến bay diễn ra suôn sẻ, toàn bộ các thành viên của Man United có thể về nhà với gia đình ngay tối hôm đó. Thế nhưng, họ sẽ chính là nạn nhân xấu số của một tấn bi kịch thảm khốc. Chuyến bay của cơ trưởng James Tyne cất cánh từ Belgrade, nhưng chỉ ít lâu sau, chiếc Airspeed Ambassador đã phải tạm hạ cánh xuống Munich để tiếp nhiên liệu vì quãng đường khá dài, và chỉ khi chiếc máy bay gần chạm xuống mặt đất, họ mới nhận ra rằng tuyết đang rơi rất dày. Các hành khách vẫn yên vị trong khoang máy bay để đợi nạp đầy nhiên liệu trong khoảng 20 phút. Lúc này, những đứa trẻ của Busby vẫn rất vui vẻ, bởi họ chưa thể mường tượng ra tai họa khủng khiếp sắp ập đến. Chỉ vừa mới lăn bánh trên đường băng và chưa kịp cất cánh, các phi công đã nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ động cơ và họ quyết định ngừng cất cánh để khắc phục sự cố. Chỉ 3 phút sau, máy bay lại sẵn sàng cất cánh, nhưng ở lần cất cánh này, máy bay lại tiếp tục gặp trục trặc ở phần động cơ. Cộng hưởng với lớp tuyết rơi quá dày, khả năng rất cao toàn bộ các thành viên của Man United sẽ phải qua đêm ở Munich để chờ tới ngày hôm sau. Khi thời tiết đẹp hơn thì chuyến bay mới có thể cất cánh. Và chuyến bay chính thức bị gián đoạn, toàn bộ hành khách phải trú tạm ở sân bay Munich. Nhiều cầu thủ Man United vào quán cà phê để tán gẫu, còn Duncan Edwards, một trong những thành viên ưu tú của lứa cầu thủ năm ấy, còn tranh thủ viết thư điện tín về cho bà chủ nhà trọ của anh tại thành phố Manchester. Cơ trưởng James Tyne và cơ phó Kenneth Raymond gọi toàn bộ hành khách trở lại để tiếp tục chuyến bay còn đang dang dở. Bất chấp lời khuyên của các nhân viên mặt đất, cuộc hành trình trở về nước Anh vẫn sẽ tiếp tục và không ai ở lại Munich. Lúc này, những đứa trẻ của Busby đã nghĩ rằng có điều gì đó không ổn đang diễn ra và họ đã lo lắng. Cơ trưởng James Tyne đã đưa ra một quyết định quá vội vàng. Ông cho chiếc máy bay cất cánh chỉ với một động cơ duy nhất. Bên ngoài trời, tuyết vẫn rơi dày đặc khiến mặt đường băng trở nên trơn trượt. Và đây là lúc sự lo lắng của các thủ Man United biến thành sự sợ hãi tới mức hoảng loạn. Chiếc máy bay cứ chồm lên, nó rung lắc dữ dội. Nhưng lúc đó, máy bay đã đạt tốc độ 220 km/h, tức là không thể hủy bỏ hay ngừng cất cánh được nữa. Rồi đột nhiên, nó giảm xuống chỉ còn 194 km/h, tức là chưa đủ vận tốc tối thiểu để có thể cất cánh. Cơ phó Raymond gào lên, "Chúa ơi, chúng ta đã thất bại mất rồi." Bánh lái trở nên mất kiểm soát khiến chiếc máy bay văng khỏi đường băng. Cánh trái của nó gãy nát do đâm vào một ngôi nhà. Đuôi máy bay bị vỡ. Chiếc Low Berkeley nổ tung sau khi rơi xuống đường băng với tốc độ cao. Một vụ nổ kinh hoàng xảy ra. Khung cảnh tang thương chẳng khác gì một đống đổ nát. Dường như chẳng còn bất cứ thứ gì có thể ngăn cản thảm kịch Munich nữa. Tôi tưởng mình đã chết. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại gia đình của mình được nữa. Mặt tôi cắt không còn một giọt máu. Bầu không khí u tối bao trùm. Cựu thủ môn Harry Grech hồi tưởng lại. Tin dữ ngay lập tức được lan truyền về thành phố Manchester, và khi bà chủ nhà trọ nhận được bức điện tín của Duncan Edwards thì cũng là lúc 23 hành khách trên chuyến bay định mệnh ấy chút hơi thở cuối cùng. Còn Edwards thì qua đời tại bệnh viện. Bên cạnh đó, 7 đứa trẻ khác của Busby cũng vĩnh viễn từ giã cõi đời, trong đó người lớn tuổi nhất cũng chỉ mới 26 tuổi. Tất cả những người họ đều là những cầu thủ trẻ trung, giàu tài năng và được kỳ vọng sẽ giúp Man United thi đấu thành công. 8 cầu thủ thiệt mạng bao gồm George Benn, Roger Byrne, Eddie Coleman, Duncan Edwards, Mark Jones, David Peck, Tommy Taylor và Liam Whelan. 3 thành viên trong ban lãnh đạo câu lạc bộ gồm thư ký Walter Krimer,
huấn luyện viên Tom Curry, chủ tịch Beck Wally và 8 nhà báo cùng với 2 cổ động viên Manchester United là những người cũng không thể sống sót qua thảm họa Munich. Có 21 người may mắn thoát nạn, trong đó có huấn luyện viên Max Busby, nhưng vị chiến lược gia người Anh phải nằm viện tới 3 tháng liền trong tình trạng thập tử nhất sinh, và 9 cầu thủ quỷ đỏ gồm Bobby Charlton, Ben Foulkes, Harry Gregg, Kenny Morgan, Albert Scullin, Dennis Violet, Ray Wood, cuối cùng là Johnny Berry và Jackie Brandflower, nhưng 2 cầu thủ này đều đã buộc phải giải nghệ. Sau đó, mọi người buộc phải nói dối số lượng người thiệt mạng với ngài Busby. Nữ hoàng Elizabeth quyết định quốc tang, còn đối với các Manusian, họ cho đến tận thời điểm này vẫn cảm thấy không khỏi tiếc thương cho một thế hệ cầu thủ tài hoa, và cứ mỗi ngày 6 tháng 2 hàng năm, các hoạt động tưởng niệm lại diễn ra ở thành phố Manchester. Ví dụ như ngày 7 tháng 2 năm 1998, trận đấu giữa Man United và Bolton được diễn ra vào lúc 15:15, đúng với thời khắc mà thảm họa Munich diễn ra. Quay lại thời điểm lúc bấy giờ, toàn bộ các trận đấu ở Vương quốc Anh đều dành 2 phút để tưởng niệm những nạn nhân xấu số. Thảm họa Munich thực sự đã gây chấn động và bàng hoàng. Có hàng ngàn người tới tham dự đám tang của những người thiệt mạng. Tất cả đã nằm lại Munich trong một niềm tiếc nuối khôn nguôi. Khi ấy, tất cả mọi người đều nghĩ rằng Manchester United sẽ sớm bị diệt vong và đội bóng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Thế nhưng, Man United chưa bao giờ là một đội bóng yếu đuối, cũng chưa bao giờ họ chấp nhận bỏ cuộc kể cả trong những hoàn cảnh tang thương nhất, u tối nhất, để có được một quỷ đỏ như ngày hôm nay, để khiến Manchester United trở thành một trong những câu lạc bộ được yêu quý nhất trên thế giới. Tất cả những thành viên sống sót sau thảm họa Munich 1958 đã cùng nhau đứng lên, làm lại từ đầu và hồi sinh từ đống tro tàn. Câu lạc bộ còn rất ít nhân viên, nhưng tất cả những người họ đều sẵn sàng làm thêm vào buổi tối mà không cần bàn đến những đồng lương. Họ làm những công việc lao động chân tay, tất cả cùng nhau đoàn kết để vượt qua nỗi bi kịch tang thương. Thủ môn Harry Gregg và hậu vệ Ben Foulkes gấp rút trở về Manchester từ Munich, lập tức quay trở lại tập luyện. Ngài Max Busby bị thương nặng tới mức đã 2 lần người ta chuẩn bị sẵn lễ tang cho ông, và người thay thế chức huấn luyện viên trưởng là trợ lý Jimmy Murphy. Ông chiêu mộ một vài cầu thủ mới, đôn lên đội 1 một vài nhân tố từ đội trẻ và dẫn dắt Man United trong suốt phần còn lại của giải đấu. Ngày 19 tháng 2, Quỷ Đỏ giành chiến thắng 3-0 trước Sheffield Wednesday ở vòng 3 Cúp FA, tức là chỉ 13 ngày sau thảm kịch Munich ập đến. Man United đã có trong tay chiếc vé vào chơi trận chung kết và chỉ chịu thua Bolton. Cuối mùa bóng năm ấy, Quỷ Đỏ kết thúc với vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Anh, một thành tích không tệ đối với một đội bóng vừa đón nhận một thảm kịch. Tấm phủ điêu được khắc trước sân vận động Old Trafford với dòng chữ: dù cho thế nào đi chăng nữa cũng phải giữ cho lá cờ của đội bóng tiếp tục được tung bay. Và 10 năm sau, lá cờ của Man United thực sự tung bay tại Cúp châu Âu, với chức vô địch dành cho Quỷ Đỏ thành Manchester. Ở mùa giải năm ấy, ngài Max Busby trở lại băng ghế huấn luyện. Ông đã vạch ra kế hoạch tái thiết đội bóng một cách rõ ràng với việc chiêu mộ Dennis Law và Jock Best từ các mùa giải trước, cùng những chứng nhân lịch sử cho thảm họa Munich năm xưa như Ben Foulkes và Bobby Charlton, giúp Man United trở thành câu lạc bộ Anh đầu tiên giành ngôi vương ở trời Âu. Trước đó, Man United cũng giành danh hiệu Cúp FA ở mùa giải 62-63, chức vô địch quốc gia mùa giải 64-65 và 66-67. Ngài Bobby Charlton sau này cũng trở thành huyền thoại của bóng đá Anh, còn ngài Max Busby trở thành huyền thoại của Manchester United. Rồi sau đó, ngài Sir Alex Ferguson giữ chức huấn luyện viên trưởng tại sân Old Trafford và mở ra một triều đại thành công rực rỡ. Thảm họa Munich 1958 đã vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của 8 cầu thủ Man United, nhưng nó đã không thể cướp đi tinh thần của Quỷ Đỏ. Tôi muốn dành thời gian để viết cho các bạn một lá thư nhân ngày tưởng niệm ngày 6 tháng 2, thời điểm mà cả nền bóng đá thế giới cũng như câu lạc bộ Manchester United bày tỏ sự tiếc thương cho những nạn nhân xấu số ở thảm họa Munich, điều đã gây biến động mạnh tới đội bóng vĩ đại này 60 năm về trước. Tôi chắc rằng các bạn đã đọc và xem các tài liệu về thảm kịch bi thương này. Tấn bi kịch ấy đã thay đổi cuộc đời nhiều người bạn tốt và nhiều người đồng nghiệp tốt của tôi. Trong cái đêm định mệnh ấy, năm 1958, chúng tôi đã mất rất nhiều cầu thủ giỏi và người bạn của tôi trong bóng đá. Kéo theo đó là những nhân viên của đội bóng cũng như các nhà báo trên chuyến bay. Duncan Edwards, dũng cảm, cũng đã qua đời ít ngày sau đó, đẩy số người thiệt mạng lên tới con số 23. Nó đã gây ảnh hưởng và vẫn gây ám ảnh với câu lạc bộ ở thời điểm hiện tại. Các bạn là một phần của đội bóng. Các bạn đã đứng lên theo một cách chẳng giống ai, từ việc mượn cầu thủ từ câu lạc bộ Bishop Auckland để đảm bảo các trận đấu vẫn sẽ được diễn ra bình thường, rồi đến việc để các cầu thủ nghỉ hưu và giữ các chức vụ khác trong đội bóng. Manchester United vĩ đại đã vượt qua tất cả sóng gió và gặt hái thành công dưới triều đại của Sir Max Busby. Giờ đây, thời khắc để tưởng niệm đã đến. Đây là thời điểm để chúng ta bày tỏ sự tôn trọng tới những nạn nhân xấu số và cả những người đã vượt qua thảm kịch Munich.
Tôi muốn cảm ơn các bạn vì vai trò và sự đóng góp mà các bạn và các đồng đội sẽ dành cho câu lạc bộ trong thời gian tới. Chứng kiến cổ động viên và cầu thủ sát lại bên nhau mỗi năm trong dịp kỷ niệm này thực sự cho thấy đẳng cấp của câu lạc bộ. Tôi xin cảm ơn các bạn một lần nữa. Bức thư của Sir Bobby Charlton gửi tới các thủ Manchester United trong ngày 5 tháng 2 năm 2018, năm kỷ niệm 60 năm ngày thảm họa Munich diễn ra, sẽ thay lời kết cho video của ngày hôm nay.